Chúng ta hãy cùng đến với chàng trai thứ ba để xem cái linh tính của hai bạn như thế nào nhé. Xin mời. Tôi là mèo trầm lặng. Mỗi người lý tưởng của tôi là người phụ nữ hướng về gia đình giống như tôi. Hạnh phúc đến từ những điều giản dị như dùng cơm và dọn dẹp nhà cửa cùng tôi. Giác quan thứ 6 của người phụ nữ là một điều nhiệm màu. Họ có thể biết những điều mà người đàn ông không thể biết được. Và linh cảm của họ thường rất đúng. Mèo trầm lặng. Mèo trầm lặng hả? Chúng ta có mèo, có gấu và có chuột. Cái anh này hình như làm giáo viên thì phải. Cái phong thái y như là giáo viên, kiểu thầy giáo mưa vậy đó. Không đâu, không phải giáo viên đâu. Tại vì giáo viên rất là hoạt ngôn mà anh này lúc nãy nói rất bị rung. Thầy giáo có biết giảng đâu mà không rung. Ai đứa ơi. Cái nghề là dòng sao nha, bây giờ là nhan sắc. Ý em nói nhan sắc là giống thầy giáo theo kiểu đẹp, theo kiểu thánh thiện á. Mai tài phến ha. Vô lắm chứ bộ. Nói gì có lý liền, đúng không? Thấy đúng mà, trẻ tóc hai mái. Thầy giáo mưa. Dạ, chắc hơi ơi mưa. Như vậy là cả hai bạn đều có cái cảm nhận, cái phán đoán riêng. Và bây giờ hãy ứng dụng điều đó sau khi nhìn thấy ba gương mặt ở trên đây. Xin mời. Wow. Thôi chết rồi. Tóc đen là có đẹp, tóc đen quá. Số 1 là chính giữa nè. Em là em thấy sai rồi đó. Tại vì nãy có một người em nói là không có tóc. Tóc hình như là hơi ngắn á. Có thể là không có tóc luôn á. Theo Nam Anh thì em sẽ chọn gấu mập. Gương mặt số mấy? Em nghĩ gấu mập là sẽ cho một cái hình số 2. Không, gấu mập phải số 3. Rồi, Nam Anh chọn số 2, còn Nam Em chọn số 3. Tiếp theo là chuột Jerry. Jerry là nghĩ số 1 rồi số đó. Số 1 rồi đó. Chắc chắn là số 1 luôn. Jerry. Hồi nãy em phân tích đúng đúng không? Trời ơi, cái nhan sắc đó mà có sự kiên trì nữa là good đó. Rồi, như vậy là số 3. Mèo trầm lặng là gương mặt số mấy? Năm mèo trầm lặng là số 2. Mèo trầm lặng theo em nghĩ là số 3. Cái gì vậy bà, mèo trầm lặng mà số 2 chọn rồi. Số 2 tôi chọn đâu, bạn chọn mà bạn nói gì bạn? Ồ vậy hả? Ê, hai chị em này ở nhà cãi lộn chắc vui ha. Cứ tông đều đều, cái gì vậy bà, dạng vậy đó. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ xin phép được mở cái bàn ở giữa. Đó là bàn Jerry. Cả hai bàn đều đoán đó là gương mặt số 1. À. Không biết là cái lựa chọn này có đúng hay không? Xin mời mở bức màn của bạn Jerry. Em nói là bạn này nhan sắc giống anh ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân thì hơi giống thiệt chứ đùa đâu. Và như vậy đã hai bạn đều đoán đúng. Chúc mừng, hai bạn đã mang về 5 điểm. Ở hai anh chàng còn lại thì Nam Anh và Nam Em lại không có đồng lựa chọn với nhau. Chúng tôi xin phép được mở một lúc hai bức màn của hai anh chàng này nhé. Xin mời. Cái tấm kéo này cũng vi diệu quá ha. Nhưng mình lại nghĩ bạn đúng rồi bạn ơi. Không lẽ mình bây giờ đúng trời. Tư duy về cái giọng nói thì như bạn đúng đó. Còn về thì cái nhan sắc thì cái vô lì nó lẹp dữ vậy. Chị có thể coi giùm ảnh đúng như cái em nói là mắt hai mí mũi bự và môi hơi to không? Em có thể lại gần nhìn ảnh mà. Được không quý vị? Được. Nhưng mà xin phép nha, hai cô không được sờ vào hiện vật của chúng tôi. Đừng là mất mát cái gì nha. Ở ngoài đẹp trai hơn trên hình. Ai chìm hình mà dìm dưới anh vậy? Ở giữa đẹp trai nhất. Chúng đi coi triển lãm cho đẹp quá vậy hai đứa. Thôi không, chúng ta chỉ thêm chơi được thêm lâu quá người ta. Được chưa, thỏa mãn chưa? Giữ chút tự trọng. Đúng rồi. Xin được chúc mừng Nam Em đã đưa ra ba lựa chọn chính xác. Việc đó cũng đồng nghĩa với việc là bạn Nam Em đã đem về cho mình 15 điểm. Xin chúc mừng. Và số điểm hiện tại của Nam Anh là 5 điểm. Ủa em tưởng không có điểm chứ.
Chúng ta sẽ cùng đến với vòng 2. Lúc này là lúc mà em có thể lội ngược dòng. Vòng 2 được mang tên là phán đoán tài tình. Và trước khi đến với lại vòng 2, chúng ta hãy cùng nghỉ giải lao trong một ít phút. Vòng 2 của chương trình Giác quan thứ 6. Vòng 2 của chúng tôi được mang tên là phán đoán tài tình. Trong vòng 2 này thì từng bạn nam sẽ ra đây biểu diễn một tiết mục và đưa ra cho chúng ta 3 từ khóa gợi ý về cái nghề nghiệp mà anh ta đang làm. Các bạn hãy dùng giác quan của mình để phán đoán xem chính xác là anh ta đang làm nghề gì. Và ở vòng thi này, nếu như bạn nào đưa ra đáp án đúng thì sẽ đem về cho mình 5 điểm. Còn nếu như sai thì sẽ có một cái trò vui vui nhỏ nhỏ tặng cho hai bạn. Lát mình sẽ biết thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần đầu tiên của chàng trai có nickname là Jerry. Cho mọi người ở đây biết bạn tên gì và bao nhiêu tuổi không? Mình tên là Duy Anh và mình 23 tuổi. 23 tuổi. Lớn hơn hai bạn phải không? Bằng bạn. À, ba đứa bằng nhau. Dạ. Yeah. Năm Anh thấy có vẻ có cái sự gì đó nó rất là thích thú với bạn này thì phải. Kìm lại bớt rồi chị. Em làm gì vậy cô? Em làm gì? Cái giọt mồ hôi nó rơi từ trên khóe miệng nó xuống đây hả em? Không khí bài thôi rồi. Ừ, bây giờ như thế này, đây là tiết mục mang tính chất gợi ý nghề nghiệp. Nghề nghiệp anh? Dạ. Chính xác. Cho nên là sau cái màn trình diễn vừa rồi thì hai bạn có đưa ra một cái nghề nào trong đầu mình về bạn này hay không? Em nghĩ là bạn này sẽ làm nghệ thuật. Tại vì cái cách thần thái bằng biểu diễn rồi động tác này kia thì có một chút cái hưng phấn của người làm nghệ thuật á. Em nghĩ cái góc mặt bạn cũng hơi đẹp mà vũ công thì đâu đầu tư cho V-Live dữ vậy. Diễn viên, chắc diễn viên. Diễn chắc viên. Là diễn viên. Bây giờ chúng ta sẽ đến với lại ba từ khóa, lần lượt từng từ một sẽ hiện ra để giúp cho hai chị em có cái nhận xét tốt hơn về cái nghề nghiệp của bạn này nha. Từ khóa đầu tiên xin mời. Xin mời. Ngủ ngày cày đêm. Và đây là những từ khóa mà bạn này đã chọn ra. Ngủ ngày cày đêm thì chỉ có ca với nhảy thôi, là hai cái ca hay đi đêm đó. Bạn ơi, tại sao bạn lại chọn cái từ khóa là ngủ ngày và cày đêm? Thường thì công việc của em thì sẽ là tập trung vào ban đêm. Và thường thì ban đêm em phải thức để có sự tỉnh táo và tập trung để cho cái công việc của mình được tốt nhất. Và thì tất nhiên thì ban ngày em sẽ phải ngủ để em bù lại cái năng lượng mà mình đã dồn hết vào ban đêm. Nghỉ rồi! Hai giác quan thứ 6 rồi, giác quan thứ 6 rồi nè. Phải cái nghề đó có music không? Ăn như múa, ngủ như ca mà ngủ ngày nhiều thì chỉ có làm ca sĩ thôi. Không, mình lại nghĩ là làm DJ làm buổi tối thôi. DJ hả? Từ khóa tiếp theo xin mời. Quà tặng. Ui. Không, thật sự rất là khó. Rất là khó khi mà thức ban đêm rồi quà tặng. Quà tặng biết tặng cái gì? Không lẽ thức đêm để đóng gói quà? Nếu như mà khó khăn quá thì hai bạn có thể hỏi trực tiếp bạn trai này. Rồi hỏi đi trả lời giùm chị nha, chị mệt quá cưng ơi, nhức đầu quá. Thường thì công việc của mình thì sẽ mang lại những cái món quà rất là ý nghĩa cho mọi người. Vì cũng ngược lại thì mình cũng sẽ được nhận những cái món quà vừa là về tinh thần vừa là về vật chất mà mọi người sẽ mang lại cho mình. Quà tặng có thể là hoa đó. Ca sĩ hát xong sẽ được tặng hoa. Em lại thấy là chắc bạn này ngưỡng mộ Nguyễn Trần Trung Quân cho nên theo cái con đường ca hát chung ảnh này nè. Thấy là có lý từ từ rồi đó. Sau hai từ khóa thì các bạn đã đưa ra cùng một đáp án, đó là ca sĩ. Nhưng mà chúng ta vẫn còn một từ khóa nữa. Xem luôn nha. Xin mời. Xin mời.
Nào cá vàng. Thường thì cái số lượng công việc của mình nó rất là dày đặc và nhiều, cho nên là mình sẽ hay bị quên, hay bị mất tập trung, rồi hay bị đầu óc thỉnh thoảng cứ đi đâu đó. Đúng rồi, làm ca sĩ lịch trình nhiều khi quên. Rồi bây giờ xin mời chốt đáp án. Nam Anh. Ca sĩ. Nam ca em. Sĩ. Làm diễn viên. Chắc bạn này ngưỡng mộ Nguyễn Trần Trung Quân cho nên theo cái con đường ca hát chung ảnh này nè. Ta nói lật như lật bánh tráng luôn. Mới ăn bánh tráng hèn chi nè. Như vậy là Nam Anh sẽ chọn là diễn viên, còn Nam Anh sẽ vẫn chọn là ca sĩ đúng dạ. không? Bây giờ chốt luôn nè, tôi không cho lựa chọn nữa. Bây giờ hai người giơ hai cái tay ra đặt lên phía trước. Và bây giờ thì chúng tôi xin được phép đưa ra kết quả của chương trình. Chàng trai Cherry của chúng ta có phải là ca sĩ hay không? Hay là một diễn viên như Nam Em đó? Kết quả sẽ có sau 3 tiếng đếm của Trương Thế Vinh. 3. Ăn như muối, ngủ như ca, cứ làm ca sĩ thôi. 2. Chắc bạn này ngưỡng mộ Nguyễn Trần Trung Quân cho nên theo cái con đường ca hát chung ảnh này nè. Làm diễn viên. Ta nói lật như lật bánh tráng luôn. 3, 1. Đã não được không bình thường rồi mà còn chơi cú này nữa. Ê, hồi nãy chờm ra chút nữa là ăn nguyên củ luôn rồi.